Đây là một chế độ ăn dựa trên thành phần thực vật là nguyên liệu chủ yếu trong xuyên suốt các bữa ăn. Các loại thực vật thường được lựa chọn trong bữa ăn plant-based có thể kể đến như trái cây, rau xanh, ngũ cốc, chất béo lành mạnh. Đặc biệt, chúng ta sẽ khám phá sự đa dạng và hương vị tuyệt vời từ bộ sản phẩm hạt dinh dưỡng Pro, sự kết hợp hoàn hảo giữa hạt maca, hạt điều và granola. Hạt maca, một siêu thực phẩm bổ dưỡng trong danh mục plant-based, maca giàu chất chống oxy hóa, canxi, kali và chất xơ. Chúng giúp cải thiện tình trạng tim mạch, ổn định đường huyết và tăng cường sức kháng. Bạn có thể thưởng thức hạt maca dưới dạng ăn trực tiếp, thêm vào smoothie hay làm nguyên liệu cho các món ăn sáng. Hạt điều, một nguồn cung cấp protein và chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Chúng cung cấp lượng lớn magie, phosphor và kẽm, giúp cải thiện sức đề kháng và hệ thần kinh. Hạt điều cũng là nguồn axit amin arginine quan trọng cho sự tăng trưởng và bảo vệ cơ bắp. Hãy thêm hạt điều vào salad hoặc dùng như một loại snack bổ dưỡng. Granola là sự kết hợp tinh tế giữa ngũ cốc nguyên hạt, hạt hạnh nhân, quả khô và mật ong, tạo ra một món ăn sáng ngon miệng và giàu dinh dưỡng. Với lượng chất xơ và protein, granola giúp duy trì cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng bền vững. Sự kết hợp của hạt maca, hạt điều và granola từ bộ sản phẩm hạt dinh dưỡng Pro không chỉ mang lại hương vị tuyệt vời mà còn giúp bạn tối ưu hóa sức khỏe.